Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Thời sự 24 giờ của chúng tôi. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ cập nhật được những thông tin thật hữu ích. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho chúng tôi. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Lễ cưới phủ đầy tiền vàng của chàng trai trẻ với cụ bà gây xôn xao cư dân mạng. Video ghi lại màn kết hôn lạ giữa chàng trai trẻ và cụ bà tại Trung Quốc thu hút sự quan tâm của cư dân mạng hơn một tuần qua. Tuy nhiên, đến nay đoạn video này vẫn chưa hết hot như bao đám cưới khác màn kết hôn này cũng dựa trên mối quan hệ tình và tiền video đầu tiên ghi lại cảnh cô dâu chú rể đang trong phòng tân hôn xung quanh còn có vài người bạn những hình ảnh ghi lại cho thấy ngay trong phòng tân hôn của chú rể cũng không hề tỏ ra vui mừng hạnh phúc như những chú rể khác bên cạnh cô dâu già đang hạnh phúc đeo từng chiếc nhẫn vàng vòng vàng lên người ý trung nhân nhìn qua những hình ảnh đó thôi cũng đủ thấy được chú rể chấp nhận kết hôn với cô dâu già đơn giản chỉ là những vinh hoa phú quý mà thôi video tiếp theo vẫn với khuôn mặt như đưa đám đó vào bàn tiệc chú rể trẻ vùng vằng không chịu nâng ly uống rượu mừng dù liên tục bị người xung quanh thúc ép kéo tay nhức dậy nhưng chàng trai vẫn án binh bất động cực chẳng đã cô dâu đã đem tiền ra làm mồi nhữ khi đặt mạnh cả khay tiền bày lên bàn quả là hiệu quả chàng trai nghe lời ngay lập tức khi đứng dậy uống rượu giao bôi với cô dâu của mình tất cả những người xung quanh chẳng ai thấy có vấn đề gì mà còn hoan hô ầm ĩ ngay sau khi đoạn video này được chia sẻ trên các trang mạng xã hội đã thu hút đông đảo sự quan tâm của giới trẻ rất nhiều luồng ý kiến trái chiều được đưa ra hầu hết mọi người đều tỏ ra bất mãn trước thực trạng đám cưới dựa trên vật chất này nhưng cũng có không ít người lại cho rằng đây là chuyện rất bình thường Ciu một người bạn sử dụng mạng xã hội cho rằng mỗi người một cách yêu chỉ có tình yêu thôi mà không nuôi hạnh phúc đâu tiền bạc vật chất là thứ quyết định mà còn liên miên lại phản pháo kết hôn là cả một bước ngoặt lớn trong cuộc đời đừng vì ham tiền tài danh vị mà đánh đổi cả hạnh phúc lấy một người bằng tuổi mẹ mình không hề yêu người đó thì quả là địa ngục rồi chẳng mấy chốc lại có màn ly hôn và cũng có người cho rằng đây chỉ là màn kịch video này chỉ là những video hài hước được dàn dựng mà thôi hiện vẫn chưa xác định ra độ chính xác của video này cư dân mạng vẫn tiếp tục điều tra hai nhân vật chính